Xin kính chào quý vị thân mến. Hôm nay em già tiếp tục vào đây cùng em già này và em trai bên cạnh này chở nước vào làm cái móng nền nhà cho cháu Trả. Bởi vì hôm nay là cũng có độ thợ vào làm. Bên cái chỗ mà trước em già đi chỉ cái nguồn nước kia ấy, thì cái chỗ kia đường rất là khó đi. Cho nên là anh em quyết định là vào đây có đường bê tông hóa rồi thì vào đây chở nước cho nhanh hơn. Thôi vậy bên kia, bởi bên kia cũng có nước nhưng mà xa quá các bác ạ. Đây, ở trong này thì nước rất là nhiều. Có cái phố để tích nước mưa ấy. Kiểu như là nguồn thì cũng không chạy to máy đâu, chạy bé xíu. Xong là tích nước mưa. Cái này là trước là cũng được cái độ thợ đổ đường là cũng đào một cái hố để dự trữ nước ấy. Còn bên dưới này cũng có nước các bác ạ. Bên dưới này là cái đầu nguồn nước mà trước anh Ngọc cũng có hỗ trợ cho thôn Ha Cá, là đường dây nước này, rồi là xi măng để đổ một cái bể nhỏ ở dưới này để kéo nước đi chỗ đi vào bên trong Ha Cá, chỗ mà điểm trường anh Cái ạ. Và cũng được các bác là hỗ trợ dây vòi nước này, rồi là bể cho điểm trên chỗ nhà anh Cái. Đấy. Anh em là sáng nay chở mấy chuyến rồi? Sáng nay em chở được 3 chuyến, chuyến này là 4 chuyến rồi. Chuyến này nữa là 4 chuyến rồi à? Vâng. Ừ. Cố gắng nhá. Xong là khả năng là ngày mai đi, ngày mai anh mua bạc vào xong hứng cái nước mưa. Ừ. Thật sự thưa cô bác là cái vừa rồi thì anh em cũng làm được cái bãi gọi là chưa mua bạt thôi. Mua bạt vào là sẽ quay vào để hứng cái nước mưa. Bởi vì mấy ngày hôm nay là cũng cảm thấy là trời cũng âm u âm u ấy, kiểu sắp mưa ấy. Thì mai em ra thế mua bạt vào để quay, đỡ phải chở cho, đỡ phải đi chở nước xa như thế. Cái con đường đây là cũng đổ gần hết rồi. Còn đoạn bên trong này thì vẫn chưa đổ xong các bác ạ. Là đội thợ bên trong đổ đường ấy là cũng không cho xe đi qua, cho nên rất là vất vả cho anh em là chở vật liệu từ bên kia vào. Xe máy tăm bo thì rất là khó. Chỉ mong muốn là đổ nhanh xong con đường này để xe ô tô vào được ấy thì sẽ nhanh hơn. Nhưng mà đội thợ bên kia là cũng chưa cho phép đi ấy. Kiểu là chưa làm xong này, hai nữa là chưa nghiệm thu, chưa giao cho, bàn giao cho cơ sở thôn ấy, là cũng người ta cũng không cho đi. Đây, đưa anh cho. Được. Anh em có 4 cái can thôi à? Dạ. 1 cái can không? 4 cái thôi. Bên kia có cái thùng phi hoặc là cái gì để nước chưa? Có một cái thùng phi rồi. Ờ, hôm nay đô thợ vào mấy người ấy? Vào một người thôi. Một người đấy à? Ừ. Đang đổ cột hay là đổ móng? Đang đổ cột với đang đổ móng ấy. À, đang làm móng gì? Một người sao làm được? Nó bảo là nó thuê người làm à. Thuê người làm á? Ừ. Thế là chắc là cũng anh em đô thợ chắc là cũng có công việc bận thợ. Có một người vào trước xong là mấy hôm nữa lại tiếp tục vào. Ừ. Thế chở được không? Hai căn được không? Hai căn được mà. Được à? Sáng nay em 3 căn luôn. Ừ. À, sáng nay 3 căn gì? Đúng. Em phải làm cái giá xe thì mới chở được nhiều, còn không thì không giá xe là cực chở mỗi một căn một đấy thì chậm. Ừ. Ừ. Nhà không có cái giá xe à? Không có đâu. Không có á? Vâng. Em may làm, có củ nhiều mà. Làm thì khó làm quá. Lấy cây làm nè, rồi là ván, có ván không? À, ván mà. Ừ, có ván thì đóng đinh một lúc là được cái giá xe mà chở được nhiều, 2-3 can. Vâng. Cái đường này là cũng được bê tông nên chở 2-3 can thì nó không vấn đề đâu mà em. Vâng ạ. Đấy. Đến sau xe đi được phải không? Đi được mà. Ừ. Vấn đề là chở vào hết rồi chứ sao? Hết rồi. Hết rồi á? Vâng. Ừ. Trong nhá, trong cẩn thận nhá. Không lại mất xi măng nhá. Bây giờ nhớ để cái bạt nhá. Cái lớp cái bạt vào để xi măng không chết đấy. Được chưa? Vâng. Đi đi.
bên này thì cũng được cái là trước độ thợ làm bê tông là cũng đặt dòng cái hố để dự trữ cái nước ấy. Về đường này là đổ xong rồi chở nước dễ dàng hơn so với để đi chở dưới suối cạn ở bên dưới mà trước anh mình đi xem ấy. Thì cũng bảo em già là ở nhà thì hãy giúp chở nước cho đô thợ làm, không thì không có đô thợ không có nước làm ấy thì cũng rất là khó. Ngược lại với lại đô thợ là ở xa về không biết đi lấy nước ở đâu và nhờ ai, vì vậy em già cũng nhờ luôn hai bố con em già là ở nhà thì nhớ đi chở nước cho làm nhà cho đô thợ. Thế mỗi hai ba anh em thì mỗi người một việc thì nhanh hơn cô bác ạ. À, nhà của cháu Trà là tích bên kia, còn đường bê tông này là cũng đổ xong đến nhà của cháu Trà rồi. Đấy, rất là ngon. Còn trước kia ấy, cái đường này chưa đổ thưa các bác là rất là trơn luôn, là không đi được. Những cái ngày mưa là không thể đi xe mà toàn là anh em sang bố sang cô bên kia ấy, thì toàn đi bộ. Đây cũng thấy là đô thợ là vào có hai người đang làm phức tác làm. Đi vào được không? Đi quay đầu xe được không? Chào anh nhá. Lộ ra. Anh em. Sao nay vào sớm vậy anh? Ăn đổ cột à? Một mình anh vào có cả anh này phụ anh hả? Hay là không phải. Không phải à? Thế là người hàng xóm của em già. Thế là mình anh vào đổ cái đổ được móng cột rồi này. Đổ củ làm cản. Cái này hôm qua hay hôm kia đào rồi anh? Hôm qua đào. Hôm qua đào à? Thế mấy hôm nữa thì anh em nhà anh mới vào cùng anh làm? Được. Mấy hôm nữa à? Còn 2-3 ngày. 2-3 ngày nữa gì? Rồi thì anh một mình không bây giờ đổ cột thôi thì à? Mình túc tát làm. Có những cái gì mà không làm được ấy, mới lại cần giúp đỡ thì hãy bảo hai bố con em già nhé. Đấy, đảo vứa này, trộn vứa này, rồi làm mọi cái. Anh thì vừa kề đá vừa đổ vứa trộn vứa như thế này là rất là mệt đấy. Thế bên kia bột này rồi là sỏi lấm lộn rồi có ổn không? Sỏi nhiều không? Nữa là đổ như này là được rồi, sai đá không được. Thế là ok rồi đấy. Bởi vì vừa rồi là cũng ấy nhỉ. Kiểu xe ô tô là vào một chuyến thế là mua một xe là đây thưa cô bác là cái thùng phi. Đây là thùng phi nhà mình à? Là thùng phi nhà mình. Đây cũng chở được một thùng phi nước đầy rồi. Sáng nay chắc là anh em cũng chở cả buổi sáng ba một chuyến. Chở cả buổi sáng với đổ 4 lít xa. Đổ 4 lít xa rồi thì thế tí anh gửi tiền. Vâng. Ngoài cố gắng hộ anh làm nhá. Vâng. Chở nước cho anh làm nhỉ. Nhiều khi em không làm gì ấy thì đảo vứa cho anh nhá. Ở nhà mình có làm gì đâu nhá. Đây thưa cô bác là cái móng cột là anh cũng kè một phần là kè đá vào giữ đây, để chắc chắn. Đây có đá cứng đây. Có đá cứng rồi. Là đây thôi. Vâng. Giờ như thế là chắc chắn không? Chắc chắn gì? Được rồi. Đây, cái móng cột này cũng rất là sâu. Nhưng cái lúc này anh thợ cũng bảo là chỗ mà có đá cứng quế các bác cứng quá thì cũng đổ luôn xi này, rồi là đổ luôn vứa vào, bởi vì chắc chắn có đá chắc rồi. Đây bên này thì cũng làm được cái móng cột này. Ây da. Cái này anh không cắm sát vào liệu mai kia có cắm được không? Mai đổ luôn. Mai cắm sát vào gì? Thế là phải đợi khô à? Đợi khô à? Thế là sáng nay anh một mình làm được cái móng này với cái móng cột kia á? Hai cái rồi á. Còn cái này? Hai cái này
Phú Quân à? Hôm qua làm à? Thế thì vẫn phải đổ luôn hay là? Hôm nay anh có. À, tí vẫn đổ chứ gì? Tí anh được. Ừ. Đấy, mình anh vào thì tí cơm trưa cùng nhà em già luôn. Anh có ngủ lại đây không? Tối nay ngủ này. Tối nay ngủ cái gì? Thế thì tí anh em sẽ đi sắp xếp cho anh ngủ nhá. Ừ, với lại ăn cơm thì một mình thì vừa làm việc vừa nấu cơm thì tí nhờ luôn em già nấu cơm hộ cho. Đấy, ăn chung với gia đình. Nói chung là không có gì ăn nhưng mà gia đình ăn cái gì thì anh ăn cái đấy nhá. Ừ. Cô bác là bên trong này thì cũng chở xi, bên trong này là vật liệu xi này, rồi là phản, mua được phản và xi là để ở trong này. Em già, cái bàn này có rách không? Không rách đâu. Ê, anh cứ nghi là bây giờ mưa hay sao nhỉ, thấy hạt mưa mà. Đúng rồi, có giống mưa. Có giống mưa. Đấy, phải đấy, không rách nhá, không thì mưa vào là xi chết hết là hỏng đấy. Nhá. Đấy, lại kín vào xong là mới ấy. Còn bên này là xác các bác ạ. Đây, xác thì cũng đã mua rất là nhiều và anh thợ cũng đã làm được cái này là đây. Những cái buộc cái đai để làm cột đấy các bác. Cái này làm ở trên cái cột này anh. Ngắn quá không? Anh đo chưa? Ngắn quá không? Đo rồi. Có bàn cái cột dài bên kia không? Có. Bán gì? Các bác là anh cũng buộc cái sắt này để làm cái cột ở trên này, bởi vì trên này là cũng cao hơn so với cái hai cái cột ở dưới là thấp ấy, thì sẽ làm dài để các cột ngăn nhau, thì sau này mới làm được cái móng nền nhà cho em trả được. Em trả là hôm qua về không? Hôm qua đi về. Hôm qua đi rồi, hôm qua em đưa nó đi rồi. À, hôm qua đưa đi gì? Vâng. Xong xe như thế nào thì tí chiều anh về anh bảo anh Ngọc xong rồi gửi sang xe cho em, bởi vì hai lúc nhà em trả nhiều ấy thì phải có sang xe, còn không thì không biết đi làm cái gì ấy. Phải có sang xe. Phải có sang xe. Mấy cây là kêu ý chia tỏ là tính ra vô ô chia ô chia thế lì thêm tả ít của lên chiếc xe. Anh thợ cũng bảo là hôm nay thì cũng mua cái thép ly ấy. Cái thép ly bé tí này anh mua mấy cân? Hai cân. Chứ dưới ý chia tỏ là tinh. À, 1 cân 6 đinh đinh mấy? Đinh một cân đinh 6 là đinh 3. À, 6 lạ đinh 3. Xong là 1 cân là đinh 5. Thì cứ mua thôi, mua cần dùng những cái gì, cần thiết cái gì thì mua cái đấy. Bởi vì thực sự thưa các bác là cái nghề này thì em già cũng không làm ở bộ phận này thì em già cũng không biết đấy. Kiểu anh thợ làm nhiều rồi. Đấy, anh thợ biết thì mình cần dùng cái gì và cái gì cần thiết nhất đấy thì mua cái đấy. Rồi, anh sẽ tí về em sẽ bảo anh Ngọc nhé. Thợ thì cũng chủ động là làm, chủ động mua nhiều cái gì mà cần làm ở đây được tí. Được một cái nữa là thưa các bác là có nhà em già là cũng có điện để cắt sắt, còn không thì mua cái mẹ em già mẹ à mẹ thế thì em chưa em có không có. Đấy, có cái máy cắt sắt lên như thế là tuyệt vời mà. Cái này điện đủ dùng không anh ơi? Thoải mái dùng cái gì? Đây. Hôm nay mẹ với con đâu rồi ta? Mẹ với con đi bên kia rồi. Đi bên kia rồi á, lại đi nhà của anh trả. Vâng. Đây là anh rể của ấy à? Vâng. Em này à? Vâng. Hôm nay ăn gì chưa? Hôm nay ăn gì chưa? Hôm nay ăn mì tôm. Ăn mì tôm rồi gì? Vâng. Dê ai đi chăm dê rồi? Dê ha. Dê sáng nay em vẫn đùa đi bên kia rồi. À, đùa đi bên kia thả rong gì? Vâng, thả rong thế này em đi làm sang. Đấy, nhớ nhá, để ý nhá. Vâng. Dê ăn cỏ người ta lại phạt cho. Vâng. Được rồi. Đi có gì đi hộ anh kia nhé, đào vừa ấy. Vâng. Okay. Các anh em ở trên này thì
anh thì anh ở dưới bên kia, anh ở xa anh không giúp được nhiều, nhưng mà em ở đây thì ở gần thì em anh cần gì thì em hộ anh thợ làm đấy, mình hộ thôi, không phải tiền nong đâu nhá. Đấy, hộ cho anh làm. Mình đang đạp tí này. Có cần đảo thêm vứa không anh? Có. Như thế này chắc không? Phải đổ vứa vào nhỉ? Tí đảo vứa. Ừ, đảo tuần này. Tuần này. Là cái dưỡng chát. Dưa mai khô để mai đụ. Ừ, đấy. Mai kia khô thì ấy. Đi dây cước này căn chuẩn chưa anh? Chuẩn rồi. Chuẩn dưới gì? Chưa tôi. Thôi thưa cô bác là tí thế trước thì cũng em vào ơi, vào đây anh bảo này. Thế này tí mình chiều anh đi mua bạc về xong là mình làm cái hướng nước mưa cho nhà mình với lại cho nhà em trả ấy. Thì em để ý lấy cái cuốc về cao lại một lần nhá. Sợ có cái đá nhọn này rồi là chọc bạt thủng thì lúc đấy lại vất vả đi chở nước lại mất công không. Wow. Nhá. Đây vật liệu là cũng đổ bên này. Có xế rùa nhỉ? Sợ có xế rùa là tự túc sát thôi. Có đường đây vào được mà. Đây không xa mấy. Thế chỗ này nhá. Thì em cạo lại một lần. Với sợ những cái đá nhọn là về cái góc cỏ ấy. Góc cỏ mà còn ấy thì mình phải cạo hết sạch đi. Xong rồi giải bạc vào mới không chọc thủng cái bạt. Thì mình chở nước vào thì mới ấy. Lúc này anh thợ bảo là chở cái này này, bột này này. Cuốt đập. Lấy cuốc về. Hay có sẻ không? Có sẻ sút được nhanh hơn. Các bạn là cứ tạm thời trước mắt là cứ lấy một chút vật liệu một xe nhá. Đây là một xe đá trộn sáng rồi, có nghĩa là bột này rồi là đá hỏng này là cũng trộn giá rồi thì lúc nãy em già cũng hỏi thợ là như thế thì có liệu có ổn không, thì anh thợ bảo là như thế là được rồi. Hay không kiểu như là trộn sáng rồi thì mình không phải mất công là trộn nhiều ấy. Đây, lấy sẻ xúc vào đây. Ui. Em bên này. Không thì bụng. Đây. Đây thưa các bạn là hôm nay cũng trời thì âm u âm u, nám cũng nắng hẳn. Mà mưa cũng không ấy. Không mưa cứ gió nhiều ấy. Gió nhiều thay đổi thời tiết là em già nhớ để ý con nhá. Thay đổi thời tiết không có lắm ấy. Đây hộ anh Si có gì chở Si vào nữa. Được không? Không nhỉ. Cố gắng. Ui dồi vướng hai cái xe ở chú với lại em trai kia chở nước à? Đẩy để đấy không đẩy xe lên á, không vào được, xe rùa không vào được ấy. Ai dạ, cái đường này cũng hẹp quá em già ạ. Đây vào xe nào vào được không? Được đấy nhỉ. Cái xe bên kia đó. Cái xe bên kia này. Tí quay bạc xong là cái phi này thì dùng một cái phi này rồi là quay bạc hướng nước chở nước vào bạc luôn nhá. Bởi vì không có để mà có thùng phi nhiều thì không có, thì mình sẽ mua phi rất là tốn, mua cái bạc về ấy thôi, quay hướng nước mưa với lại chở vào thôi. Em vào được không? Tạm thời là cứ đổ ở trong này đã, tuy là hẹp nhưng mà bây giờ đổ cột thì không cần đến vứa quá nhiều ấy, thì tới này nếu mà đổ làm cái móng, đổ móng này thì có lẽ là sẽ chuyển cái vật liệu là chở vật liệu lên trên cái nền của em trả thì mới mới rộng.
Còn ở trong này hẹp quá, mình không có đường đi ấy. Kiểu thế. Đây là anh thợ cũng đảo chán rồi. Được không anh? Được rồi. Ý đổ luôn kế này không? Để biết chở vật liệu vào. Đổ luôn gì? À tí đổ cái gì? Thế thì anh cứ làm ở đây xong rồi hai anh em sẽ giúp anh là vận chuyển cái sỏi về. Bột sỏi về. Cứ máy xay ruột là một bao gì hả anh? 4 xay ruột. 4 xay ruột gì? Đầy không? Bốn xe đầy à? Bốn xe đầy. Đầy à? Để trộn trộn cứ bốn xe một xong rồi nước thì có sáng rồi. Đá quá nhỉ, nếu mà có không đá thì lấy thêm cái xe rùa xong rồi chở vào thì mình đỡ phải bê ấy, anh hả? Bảo là nếu mà có xe rùa chở ngoài này vào thì đỡ phải bê đi bê lại ấy. Về đã. Không, mai sẽ làm vật liệu ở trên này luôn. Mai kia có là đây. Đây đấy, chở luôn ở trên này rộng. Còn ở dưới là cái đường kiểu hẹp quá anh. Dạ, với lại anh thợ là cũng lấy cái thân bàn cột với lại cái phía bên ngoài này để cột làm sao cho nó vừa đủ. Thế sợ cái cao cái thấp là cũng không được đấy. Tôi tự đau rồi. Đây là lấy thăm bằng luôn gì anh? Là cân ra xong à. Sau này cái nền nhà với cái cột là mới thảm. Được chưa Giáo ơi? Bên kia ơi. Ớt cha mà ớt. Ớt cha của ớt tuôn chuyển chế này chờ nên là tuôn này phủ sâu ạ. Ớt chà, ớt là ớt tu xiêm à? Ớt tu à, khó xiêm à? Chia gì mà, ớt gì mà nhá này mà. Cái hả mẹ? Được không? Được rồi, được rồi. Cái này được rồi. Em tạo tí nha, đi nấu cơm nhé. Làm xong cái này là em đi nấu cơm cho gia đình với lại em với lại anh thợ anh nhé. Thưa cô bác là hôm nay thì em già cũng vào đây cập nhật cho cô bác biết là anh thợ cũng đã vào đổ cột rồi và cũng đợi cái móng cột khô ấy thì sẽ đổ cột và làm luôn cái móng nhà. Và tới này mai kia là cũng có anh em của anh thợ là cũng bảo là trên kia đã có bận nhiều công việc ở trên, có một công trình ở trên kia nữa sao. Xong là anh thợ mình vào, mai kia sẽ anh em sẽ vào hộ anh thợ, không chỉ riêng mình mà là còn anh em rất là đông ở trên kia nữa. Tạm thời là trước mắt là chưa có việc mấy thì anh thợ cũng vào làm trước. Thì em già cũng qua đây, em già cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video tiếp theo ạ.